Thưa quý vị, tên đường ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua vẫn được coi như là một ma trận và khiến cho bao nhiêu người dân sống ở thành phố này cũng như những người nhập cư phải sống trong tình trạng là kẻ khóc người cười. Cụ thể là thành phố này có 1.774 đường mang tên tạm và khoảng 400 tên đường có vấn đề như là tên không có ý nghĩa, tên trùng, tên khác nhau của cùng một nhân vật. Không kể thì có quá nhiều tuyến đường mới liên tục được mở ra, trong khi quỹ tên đường hiện nay vẫn còn cạn kiệt. Vâng, có lẽ vì vậy mà khi mà thông tin thành phố Hồ Chí Minh sắp tới sẽ có thể cho ra đời thêm những con đường mang tên các món ăn đặc sản của vùng Nam Bộ thì điều này đã gây không ít tò mò. Ví dụ như là bản thân tôi thì vốn là một tín đồ của trái cây thì cứ nhắc tới phương Nam sẽ ngay lập tức nhớ ngay tới bưởi Nam Roi này, xoài cát Hòa Lộc này, mít Tố Nữ và cả sầu riêng. Vâng, nghe qua thì đúng là rất là hấp dẫn và thú vị ạ. Nhưng sẽ như thế nào nếu như mà khi làm quen mà chúng ta hỏi thăm nhau là nhà em ở đường nào? Nhà em ở đường Bưởi Năm Roi hay là gần ngay đường Mít Tố Nữ đúng không ạ? Thế còn nhà anh ở đường Sầu Riêng hay là bên hông đường Bún Bò? Vâng. Thật là khó đúng không ạ? Thật ra thì theo tôi biết thì đây mới chỉ là một ý tưởng xuất phát từ một thành viên thuộc hội đồng tên đường thành phố Hồ Chí Minh. Bất cứ một ý tưởng mới nào thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một sự sáng tạo. Và sáng tạo tên đường đến đâu thì không gây lố. Thì đây sẽ là câu chuyện để chúng ta bàn luận trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Kính chào Phó sư tiến sĩ Lê Trung Hoa. Nhiều tên đường ở thành phố Hồ Chí Minh bị trùng tên, sai tên, gây phản cảm cũng như gây nhầm lẫn. Và ma trận tên đường này thì khiến cho nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Nhận định về tình hình này, ông muốn nói những điều gì ạ? Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 200 tên đường trùng, rồi khoảng 50 tên đường là sai. Sở dĩ mà có cái hiện tượng trùng như vậy á, vì trước đây thành phố Hồ Chí Minh là do ba cái đơn vị hành chính độc lập là Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định. Trước khi nhập á thì mỗi một cái đơn vị này độc lập với nhau. Cho nên ở Sài Gòn đặt tên Lê Lợi được thì ở Gia Định cũng đặt được và ở Chợ Lớn được để đặt được. Sau khi mình nhập vào á thì nó trùng là trên 200 đường. Và sai là khoảng 50 được. Như vậy trùng là do là ba đơn vị hành chính bây giờ nhập một. Còn sai là do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là có thể do cái hội đồng trước đây sai. Ví dụ như đường Hoàng Đức Lương mà người ta nhầm là Hoàng Đức Tương lên bảng tên đường thì không có một cái cơ quan nào, cái người nào phụ trách cái việc mà đính chính lại. Cho nên Trương Quốc Dụng và viết thành Trương Quốc Dung để biết từ đó tới bây giờ. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng tên đường trước năm 1975 thì thú vị hơn là tên đường bây giờ. Ý kiến của ông thì sao ạ? Trước đây đặt tên đường dễ hơn bây giờ. Lúc đó là coi như là rất ít đường, tha hồ muốn đặt tên đường ở chỗ nào cũng được. Thì bây giờ là nó đã đầy hết rồi. Bây giờ muốn đặt như vậy không có chỗ để. Và đặt tên đường nó tùy thuộc này. Một là cái công trạng của nhân vật đó, rồi cái tầm vóc của con đường. Chứ hẳn một cái chỗ mà rất nhiều đường lớn mà đặt cái nhân vật thật nhỏ quá, tức là sự nghiệp nhỏ quá thì không xứng, hoặc là những cái chỗ mà rất nhỏ mà những nhân vật lớn thì cũng không xứng. Cho nên là bây giờ đặt tên đường khó hơn. Trước đây thì cũng có những cái ưu điểm nhưng mà cũng có những cái nhược điểm. Bởi vì rất nhiều cái đường mà sai mà chả ai đến chính ai xử lý cả. Thành phố Hồ Chí Minh mình thì phải cần hơn 2.100 tên đường để đặt và đổi tên lại. Thậm chí có người cho rằng thành phố Hồ Chí Minh nên xóa sạch tên đường đi để mà làm lại, đặt lại. Vậy thì thực hư câu chuyện này thế nào và quan điểm của ông thì mình có tán thành với cái ý kiến này hay không? Hiện giờ đã có khoảng 1.800 tên đường. Nếu mà xóa hết tất cả 1.800 tên đường thì rõ ràng nó loạn lên. Bởi vì nó ảnh hưởng tới rất nhiều vấn đề. Bởi vì chỉ cần xóa một tên đường thôi. Ví dụ Trương Quốc Dụng á, mà viết thành Trương Quốc Dung, bây giờ trở lại Trương Quốc Dụng thì tất cả các hộ khẩu, tất cả chứng minh nhân dân phải sửa đổi hết. Cho nên là xóa cùng một lúc mà 2.000 tên đường thì tôi nghĩ là không thể làm được. Khu Phan Xích Long, nơi những con đường dài ngắn khác nhau nhưng hầu hết đều mang tên các loài hoa đẹp. Nên người dân vẫn ưu ái gọi đây là phố hoa, nơi xanh ngát yên tĩnh, trong lành hơn hẳn so với những con phố xô bồ và ồn ả khác ở Sài Thành. Bên cạnh phố hoa, để tránh sự nhàm chán và góp phần giới thiệu đặc sản Nam Bộ tới với nhiều người hơn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thể có thêm những con phố mang tên Gạo Nàng Hương, Bưởi Năm Roi, Bưởi Tân Triều, thay cho các tên danh nhân văn hóa, lịch sử đã được sử dụng rất nhiều. Thông tin này dù chỉ mới là ý tưởng, nhưng khi đưa ra cũng tạo nên nhiều tranh cãi. Có một cái câu nói mà tôi rất là thích là đất nước nào mà không nhớ đến cái lịch sử và quá khứ của mình thì sẽ không có tương lai. Thì mình phải biết
mình là con cháu ở đâu, mình gia đình mình thế nào, ông bà mình thế nào, và hơn nữa là đất nước mình được xây dựng như thế nào, bao nhiêu ngàn năm lịch sử đó. Chúng ta phải tiếp tục cái chuyện đó, và mình cũng có thể đưa những danh nhân trên thế giới về Việt Nam, đã có những đường như đường Pasteur, đường Giác Xanh, đường Alexander Roth, như vậy thì những người đó đóng góp rất nhiều cho đất nước thì mình phải trân trọng. Ngoài cái chuyện doanh nhân và danh nhân, chúng ta có những cái chúng ta cần phải gọi là tuyên dương, thì có thể đưa những cái sản phẩm được, nhưng mà đưa về đâu? Tuy chưa thông tin rộng rãi, nhưng được biết Hội đồng đặt tên đường Thành phố Hồ Chí Minh gồm 20 người đã đồng ý xét duyệt đề xuất về việc sử dụng tên món ăn đặc sản vùng miền đặt tên cho các con đường. Chúng ta tiếp câu chuyện về tên đường ở Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết là mới đây thì ông cũng có những cái đề xuất về những cái tên đường mới ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đặt tên theo các loại trái cây đặc sản, nào là những cái tên như là bưởi Năm Roi, mít Tố Nữ, gạo Nàng Hương, hay là bưởi Tân Triều, vân vân và vân vân. Vậy thì từ đâu mà mình có cái đề xuất thú vị như thế này ạ? Cái vấn đề đề xuất các đặc sản của Nam Bộ là cái ý kiến của tôi đề nghị, và tôi nghĩ rằng hôm đó trong hội đồng tên đường không ai phản đối cả. Bởi vì thứ nhất là Nam Bộ có những cái đặc sản mà miền Trung miền Bắc không có, cho nên dùng những đặc sản đó đặt tên đường ở Thành phố Hồ Chí Minh là được. Bởi vì hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh là tới hơn 70% tên đường là tên người, tôi nghĩ nhiều quá, phải thêm cái gì vào cho nó bớt đi. Cho Hà Nội thì chỉ còn 40% thôi. Thì tôi đề nghị mấy cái đặc sản đó là như này: một là nó là những cái đặc trưng của Nam Bộ, và thứ hai là gián tiếp mình giới thiệu với nước ngoài những cái hàng mình sẽ xuất khẩu. Ví dụ như có một người Hàn Quốc lần đầu tiên mà ăn trái xoài, xoài cóc và lọc của Việt Nam thì ngạc nhiên vô cùng. Trời ơi, tại sao ở đây nó có một loại trái cây ngon như vậy? Và nhờ con tôi mua để trái cây đi mà đem về làm quà. Như vậy nên mai mốt mình xuất khẩu xoài cóc và lọc. Mà nếu mà mình không có tên xoài cóc và lọc, giới thiệu trên đường thì làm sao người ta biết được? Cho nên gạo Nàng Hương, vân vân, những cái đó là những điều rất nên đặt tên đường để cho người du khách cũng như người Việt Nam mình quen với những cái đặc sản quý báu của Nam Bộ. Khi mà đưa thông tin này thì rõ ràng là người có không ít người coi đây là một cái sự sáng tạo. Có những ý kiến phản đối mà họ đưa ra những cái lý giải thì cũng không phải là không hợp lý. Hãy chỉ đường cho tôi đến nhà ông Lê Trung Hoa ví dụ như vậy đi, sẽ có cách chỉ đường như là bạn phải đi qua đường Bưởi Năm Roi, quẹo qua đường Mít Tú Nữ, đến ngã tư Xoài Cát Hòa Lộc, khá là rắc rối, và có vẻ là nhiều người nói là sáng tạo như vậy thì không ổn. Vậy thì theo ông, sáng tạo tên đường đến đâu thì không lố ạ? Theo tôi thì là chọn một số tiêu biểu thôi, và những cái tên đường này nên dùng ở nông thôn, bởi vì đây là những cái đặc sản nông nghiệp cho nên là đặt ở nông thôn. Còn ở trong trung tâm thì dĩ nhiên là những nhân vật rồi, nhưng mà tôi nói là theo ý tôi là nên hạn chế cái vấn đề dùng tên người để đặt tên đường á. Đây là ảnh hưởng của Pháp, bên Pháp rất nhiều cái này, còn như ở Trung Quốc là hoàn toàn không có dùng tên người. Chúng ta đã có những cái khái niệm ví dụ như dân chủ, cộng hòa, thống nhất, vân vân, rồi có tên các loại hoa như là hoa loa lan, hoa huệ, hoa cúc, hoa phú nhuận, vân vân. Và tôi nghĩ là nên đa dạng hóa cái vấn đề tên đường. Bên cạnh cái đề xuất sáng tạo là chúng ta đặt tên đường và các loại đặc sản trái cây của vùng Nam Bộ, thì không biết là hội đồng đặt tên đường nói chung cũng như bản thân phó thư tiến sĩ Lê Trung Hoa, mình có những cái đề xuất sáng tạo nào nữa về tên đường ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là Việt Nam nói chung hay không, trong khi Việt Nam ta còn rất nhiều những đặc sản, vật sản nổi tiếng khác ạ? Bản thân tôi thì tôi nghiên cứu về địa danh, cho nên là trước đây tôi đề nghị và hội đồng tên đường cũng đã nhất trí, và bác tôi chọn Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 cái địa danh để đặt tên đường. Ngoài ra tôi nghĩ là chọn những cái địa danh nổi tiếng của toàn quốc và đặc biệt là các cái di tích văn hóa, ví dụ như Mỹ Sơn ở Quảng Nam, rồi Hội An, rồi Hạ Long, vân vân, những cái đó là chúng ta cũng nên sử dụng để mà đặt cho tên đường nó phong phú. Tôi luôn luôn chủ trương là phải làm thế nào để giảm bớt cái tên người, bởi vì tên người nhiều quá, mà tên người đây là ảnh hưởng của Pháp. Pháp là ưa dùng tên người lắm, chứ Trung Quốc là hoàn toàn không dùng. Đấy. Cho nên là tôi nghĩ là hạn chế bớt cái vấn đề dùng tên người.